đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng sẽ là ngựa ô tại vòng chung kết Euro 2020, nhưng họ lại thi đấu kém hiệu quả. Đội bóng này xếp cuối bảng A, thua cả 3 trận trước Ý, xứ Wales và Thụy Sĩ. Ngay sau đó, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gây thất vọng khi không thể góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022. Rất may là sau đó họ đã có một chiến dịch vòng loại Euro 2024 rất tốt, qua đó giảm bớt những áp lực từ người hâm mộ. Tại mùa giải vòng chung kết Euro 2024, Đội tuyển bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia sẽ có trận đối đầu trên sân vận động Signal Iduna Park vào lúc 23 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2024. Dựa trên phong độ thi đấu hiện tại, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ chiếm ưu thế về kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, Georgia cũng không dễ bị đánh bại, họ sẽ chơi phòng ngự phản công và chờ đợi cơ hội từ những pha bóng cố định hoặc phản công nhanh. Cụ thể, tại vòng loại Euro 2024, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở bảng D với đội tuyển Croatia đội tuyển xứ Wales, đội tuyển Armenia và đội tuyển Latvia. Hakan Kanhanoglu và các đồng đội đã xuất sắc kết thúc vòng loại với ngôi đầu với 17 điểm, qua đó giành vé trực tiếp đến Đức. Đây là lần thứ 6 mà đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ giành vé tham dự một vòng chung kết Euro, trước đó thành tích tốt nhất của họ là vào đến bán kết tại Euro 2008. Tại Euro 2024, đội bóng của Vincenzo Montella nằm ở bảng F với Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc và Georgia. Ở bảng đấu này Bồ Đào Nha được đánh giá cao nhất họ nhiều khả năng sẽ có ngôi đầu. Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đủ khả năng cạnh tranh vị trí thứ hai với Cộng hòa Séc và Georgia, qua đó giành vé tham dự vòng đấu loại trực tiếp. Ở lượt trận đầu tiên, can và các đồng đội sẽ gặp đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng là Georgia. Nhận định đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ với Georgia nghiêng một chút về phía thầy trò Montella, với đội hình đồng đều hơn họ được kỳ vọng sẽ giành 3 điểm. Trong quá khứ đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia đã đụng độ tổng cộng 5 lần, trong đó đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ giành 3 chiến thắng, hòa 1 và thua 1. Tuy nhiên lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội đã từ năm 2012. Đội bóng có lần tham dự vòng chung kết Euro thứ 6 hiện không có phong độ tốt. Họ không thắng trong 5 trận gần nhất, trong đó có 2 trận hòa và 3 trận thua. Trong hai trận khởi động trước Euro 2024, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ hòa Italia với tỷ số 0-0 trước khi thất bại với tỷ số 1-2 trước Ba Lan. Những kết quả không tốt ngay trước thềm giải đấu lớn không phải tín hiệu tốt, nhưng nó giúp thầy trò Vincenzo Montella nhìn ra những điểm yếu để khắc phục đội tuyển thổ nhĩ kỳ mang đến đức với một đội hình gồm khá nhiều những cầu thủ chất lượng nổi bật nhất là đội trưởng hakan kanhanoglu người ghi 13 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 35 trận cho inter milan ở serie a mùa trước kerem actor koglu cũng được đánh giá cao anh có 12 bàn và 6 kiến tạo cho Galatasaray mùa giải vừa rồi. Tương tự, Irfan Kavexi đã chơi 32 trận cho Fenerbahce Istanbul ở Super League mùa giải vừa qua, ghi 12 bàn thắng và 7 đường kiến tạo. Trong màu áo Benfica ở Primera Liga, Okun Koku đã ghi 7 bàn thắng và 8 đường kiến tạo ở mùa giải vừa qua sau 28 lần ra sân. Bốn cái tên kể trên là những người được kỳ vọng nhiều nhất của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ ở Euro 2024. Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ luôn là một đối thủ đáng gờm ở châu Âu. Với lối chơi phòng ngự chắc chắn và phản công sắc bén, họ thường tạo ra bất ngờ trước những đội bóng mạnh. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vincenzo Montella, đội bóng này đã cải thiện nhiều về mặt chiến thuật và kỷ luật. Nếu như đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ có lần thứ 6 tham dự vòng chung kết Euro thì đây mới là lần đầu tiên đội tuyển Georgia góp mặt ở giải đấu này. Họ giành vé đến đội tuyển Đức sau khi giành chiến thắng ở những trận playoff. Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Willy Sagnon đánh bại Luxembourg ở bán kết, sau đó hạ đội tuyển Hy Lạp trên chấm luân lưu ở chung kết playoff, qua đó lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu cấp độ đội tuyển. Mặc dù họ gặp khó khăn trong chiến dịch vòng loại, đội tuyển Georgia đã ghi bàn ở 7 trong 8 trận, bao gồm cả sân nhà và sân khách trước đội tuyển Tây Ban Nha. Vì vậy, họ hoàn hoàn có cơ hội phá lưới những đối thủ ở bảng F. Đội tuyển Georgia từng sở hữu nhiều tài năng bóng đá, như Georgi Kinklaze chơi cho Man City giữa những năm 1992 hay Kaka Kalaze khoác áo Milan thập niên 2000. Tuy nhiên hiếm khi nào họ tập hợp được một lứa cầu thủ tốt như hiện tại. Ngoài ngôi sao hàng đầu Kvicha Kvraskelia, họ còn có Georgi Mamadashvili, Jok Mikautaze, Ota Kaitisvili hay Georgi Gocholisvili. Trong 34 trận ở Serie A mùa trước, Kvicha Kvraskhelia ghi 11 bàn và 6 pha kiến tạo cho Napoli. Jock Mikautare đang chơi cho FC Metz ở Ligue 1, đã ghi 14 bàn thắng và 4 pha kiến tạo trong 22 trận đấu ở mùa giải vừa qua. Saba Lopzanit là một cái tên đáng chú ý khác của Georgia. Anh có 4 bàn và 1 kiến tạo sau 16 trận cho Atlanta United ở MLS mùa này. Đội tuyển Georgia cũng có những sự chuẩn bị tốt cho Euro 2024. Trong năm 2024 họ bất bại, trong đó có 2 chiến thắng và 1 trận hòa ở trận giao hữu duy nhất trước ngày sang Đức, đội tuyển Georgia đánh bại đội tuyển Montenegro với tỷ số Na 1, bị đánh giá thấp hơn, nhưng với lối chơi đoàn kết, tinh thần thi đấu máu lửa Vraskelia và các đồng đội hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Về mặt lực lượng, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vắng mặt một số cầu thủ bị chấn thương, bao gồm Enes Ano của Bournemouth, cũng như cựu hậu vệ Leicester, Kakler Soyuncu và Ozan Kabak. Đối với Georgia, phần lớn sự tập trung sẽ đổ dồn vào ngôi sao Kvichak của Napoli trong khi Jorge Vili của Valencia trong khung thành được cho là đang thu hút rất nhiều sự quan tâm trên thị trường chuyển nhượng. Khả năng ra sân của hậu vệ giàu kinh nghiệm Solomon Vervelia và tiền vệ Ota Vili đều đang bỏ ngỏ. Đội tuyển Georgia đúng là đang có phong độ tốt, họ cũng sở hữu một vài cá nhân chất lượng. Tuy nhiên, điểm yếu của đội bóng này là thiếu kinh nghiệm, lần đầu tham dự giải đấu lớn như Euro, chắc chắn họ sẽ có một chút gì đó bị ngợp. Với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, họ sở hữu đội hình với nhiều cá nhân tốt ở cả ba tuyến. Có thể họ sẽ có một trận đấu không dễ dàng, nhưng thầy trò Vincenzo Montella có thể giành chiến thắng với cách biệt một bàn. Hàng công đội tuyển Georgia ghi bàn ở 7 trong 8 trận đấu ở vòng loại, trong khi đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đang sở hữu một vài ngôi sao tấn công chất lượng, đạt phong độ cao ở mùa giải vừa qua. Khả năng cả hai đội cùng ghi bàn, qua đó giúp trận đấu đạt hoặc vượt bốc 3 bàn là hoàn toàn có thể. Những chiến thắng của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đều có tỷ số khá cách biệt, chẳng hạn như chiến thắng với tỷ số 3-1 vào năm 2006 và chiến thắng với tỷ số 5-0 vào năm 1997. Điều này cho thấy hàng công của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ rất hiệu quả trong việc khai thác điểm yếu của đội tuyển Georgia. Ngược lại, đội tuyển Georgia mặc dù có cố gắng nhưng thường gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ trận hòa duy nhất giữa hai đội diễn ra vào năm 1994 trong khuôn khổ vòng loại World Cup cho thấy đội tuyển Georgia có khả năng tạo ra những trận đấu kiên cường nhưng vẫn thiếu một chút đột phá để giành chiến thắng. Tóm lại lịch sử đối đầu giữa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đội tuyển Georgia nghiêng hẳn về phía đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ với các trận thắng thuyết phục và sự ổn định trong lối chơi. Điều này sẽ là cơ sở để dự đoán đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp tục duy trì phong độ tốt khi gặp lại Georgia tại mùa giải Euro năm nay.